Nhằm tăng cường công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ, ngày 9 tháng 12, Trung tâm Y tế huyện Di Linh phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 tổ chức buổi tập huấn diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Với tình huống giả định cháy do chập điện tại khu vực khoa khám bệnh của Trung tâm Y tế, ngay sau khi xảy ra cháy, nhân viên y tế đã nhanh chóng báo động để người dân thoát nạn ra ngoài an toàn. Đồng thời, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tiến hành cắt điện và triển khai phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các cán bộ nhân viên đang làm việc tại khu vực xảy ra cháy. Do đám cháy phát triển nhanh, rộng ngoài tầm kiểm soát của cơ sở, Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy cơ sở nhanh chóng liên hệ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hỗ trợ. Nhận được tin báo, xe chữa cháy của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã đến và tiếp cận khu vực cháy, triển khai đội hình các lăng phun nước dập tắt đám cháy. Tiếp đến triển khai các giáo phun nước, hỗ trợ lực lượng cơ sở tìm kiếm và di tản người bị nạn, chuyển giao cho bộ phận y tế thực hiện sơ cấp cứu. Bằng sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị lực lượng và việc sử dụng hiệu quả hệ thống trang thiết bị, công cụ phòng cháy chữa cháy tại chỗ, sau hơn 15 phút, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, không gây thiệt hại về người và tài sản. Buổi thực tập không chỉ là cơ hội để nâng cao nhận thức và kỹ năng trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mà còn tạo ra một cơ sở vững chắc cho sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong tình huống khẩn cấp. Qua đó sẽ tăng cường sự an toàn và đảm bảo cho cả nhân viên y tế và bệnh nhân đến khám chữa bệnh.